Xin chào các bạn, tôi là Choi Won Sok, tôi là người Hàn Quốc. Tôi năm nay 28 tuổi. Tôi đã sống ở Việt Nam được hơn 7 năm rồi. Tôi làm giáo viên dạy tiếng Hàn cho người Việt Nam, với cả dạy tiếng tiếng Việt cho người Hàn Quốc. Tôi mời các bạn tham quan lớp lớp học tiếng Việt của tôi nhé. Xin chào Đây sẽ là một lớp học bình thường nếu như thầy giáo người Hàn Quốc đang dạy Hàn ngữ cho người Việt. Nhưng điều đáng nói là lớp học đã trở thành đặc biệt khi người thầy giáo Hàn này lại đang dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc. Những học sinh lần đầu bỡ ngỡ với chữ viết tiếng Việt, những dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi. Trước đây, Quân Sóc đã từng giảng dạy ở các trung tâm khác và có được nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nhưng sau đó, anh đã mở ra trung tâm riêng của mình để có thể áp dụng được những phương pháp giảng dạy của riêng mình, đặc biệt là việc mở ra những lớp dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc ở Việt Nam, một niềm đam mê cháy bỏng của người thầy giáo Hàn Quốc này. Tôi sống ở Việt Nam lâu rồi, được hơn 7 năm. Với cả tôi biết tiếng Việt, biết văn hóa ở Việt Nam. Cũng là lớp gia đình ở đây rồi, có công việc ở đây. Thế nên tôi nghĩ là nước Việt Nam ấy, giống như kiểu Hàn Quốc, ở đây không khác nhau gì, giống như kiểu nhà của tôi.